Chào các bạn, sau đây mình xin được hướng dẫn các bạn cài file APKS. Trước tiên các bạn vào Google Play gõ tìm APKS Installer tải về cài đặt, xong mở lên. Nhấn vào cài đặt APKS, chọn bộ nhớ trong, chọn đến file APKS đã tải, nó sẽ nằm ở thư mục Download. Mở game lên nhấn vào lưu đám mây, load dữ liệu là xong, chúc các bạn may mắn. Mở game lên nhấn vào lưu đám mây, load dữ liệu là xong, chúc các bạn may mắn.